Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, ở nước Mỹ có khoảng 6 triệu người cao tuổi, người cao niên mà đang sống trong cái tình trạng là nghèo khổ thưa quý vị. Với cái mức mà thu nhập từ cái tiền già hay là từ tiền hưu đó rất là thấp đó là theo cái bản báo cáo của một cái tổ chức có tên là KFF vừa mới công bố vào ngày hôm nay dựa trên những con số về thống kê về dân số về thu nhập của người Mỹ. Nhưng mà ở California này đây nè thưa quý vị, nếu như nước Mỹ có khoảng 6 triệu người cao niên đang sống trong tình trạng nghèo đói, nghèo khổ, thu nhập thấp thì ở Cali có 660.000 người cao niên cũng đang rơi vào cái tình trạng là thu nhập dưới mức nghèo như thế này và đây là tiểu bang mà có số người nghèo cao niên cao nhất ở trên nước Mỹ luôn chiếm 11% thưa quý vị và người cao niên là từ 65 tuổi trở lên đó. nếu như năm 2022 cái mức mà để rơi vô tình trạng là nghèo của California đó là là 14.040 đô la Mỹ cho một cá nhân từ 65 tuổi trở lên thì bây giờ đó thưa quý vị cái bởi vì đời sống quá là khó khăn và mọi chi phí nó cũng tăng cho nên người ta nhìn thấy là nhiều người cao niên bây giờ rơi vào cái tình trạng là nghèo như thế này mà một trong những cái chi phí mà làm cho những người cao tuổi cảm thấy là khổ sở nhất, struggle nhất, chật vật nhất đó là cái chuyện mà nhà cửa cái giá nhà ở California một lần nữa vẫn là những bài ca con cá Mua nhà thì khó Mà thuê nhà thì càng khó hơn Và cái tiền thuê nhà đó Nó chiếm 1 phần 3 cái chi phí Của những người cao niên hiện nay Thưa quý vị Và nhiều người nói rằng là, là họ không có đủ tiền Họ không có xoay sở tiền Để mà trả cho chi phí thuê nhà. Đâu phải ai cũng may mắn có được housing, có được nhà ở xã hội đâu. Và số còn lại thì rất là chật vật. Thậm chí ở tuổi xế chiều, họ phải thuê một cái phòng và xe lại. Nhưng mà một cái phòng ở California bây giờ thưa quý vị, và đặc biệt là ở vùng Orange County, quận Cam đây, mà một cái phòng thôi bình thường thôi, trong một cái garage mà cải tạo lại đó thì cũng cả ngàn ngàn rưỡi đô la Mỹ thì lấy đâu để mà người cao tuổi có được cái chi phí đó để mà trả cho tiền rent. Tiền rent năm 2023 bây giờ đó theo cái bản báo cáo của Smart Assets thì trung bình là khoảng 1.837 đô la Mỹ để mà trả cho chi phí thuê nhà cửa. Đó là con số rất là khủng khiếp và chi phí ở Cali đó nó cao 38% so với cái mức trung bình của cả nước. Và có một cái chi tiết đặc biệt nữa như thế này, trong cái số những cái người cao niên mà đang sống trong cái diện nghèo ở California đó thì người ta nói rằng cái số mà người nữ đó thưa quý vị, những người những cái cô bác nữ đó là đang bị ảnh hưởng nhiều nhất với cái chi phí đắt đỏ như hiện nay là bởi vì những cái cụ bà đó 75 tuổi trở lên thường là sống còn mình không còn cụ ông hoặc là sống một mình cho nên họ không có đào ra được những cái chi phí bên cạnh cái tiền già mà được cấp dưỡng vì lý do đó mà những cái bản thống kê cho thấy là cụ bà ở california là lại là cái thành phần mà chịu nhiều khó khăn nhất đó cũng là một cái bản báo cáo làm cho chúng ta rất là lo ngại với tình hình của người cao niên hiện nay nhưng mà nhìn rộng ra đó thưa quý vị thì cái chuyện chi phí đời sống hiện nay và chi phí về thời thực phẩm và đi chợ và đặc biệt là nhà cửa vẫn là một gánh nặng đối với người dân Mỹ. Và điều này Tổng thống Biden như chúng tôi nói nhiều lần ông cũng cảm thấy frustrated. Mặc dù là cái cuộc chiến chống lạm phát hiện nay nó bắt đầu nó đã có cái xu hướng là giảm dần, giảm dần. Nhưng mà nó vẫn không đạt được cái mốc như bên phía ngân hàng dự trữ liên bang cũng như bên phía tổng thống biden mong đợi thưa quý vị và vì vậy nó gây ra cái tình trạng rất là khó hiểu của cái nền kinh tế một mặt thì dân tình thông qua cái thị trường chứng khoán vẫn có tích lũy vẫn thu nhập rất là nhiều tiền xây viên trong ngân hàng của một số đối tượng ở trong nước Mỹ vẫn rất là nhiều. Như chúng tôi đưa ra những cái bản báo cáo cho thấy là ngân hàng trong năm 2023 trả lãi suất cho người dân đó cho khách hàng của mình cao kỷ lục cao gấp 3 lần so với năm 2022. Nhưng mà một mặt khác thì một bộ phận người dân vẫn còn rất là chật vật với chuyện đời sống cơm áo gạo tiền. Nhưng mà đâu phải chỉ ở Mỹ thưa quý vị. Vào sáng thứ hai ngày hôm nay, chúng tôi đọc được ở bên phía Anh, nè nước Anh cũng là một nền kinh tế lớn trên thế giới mà bây giờ người dân cũng đang vô cùng chật vật và khó khăn với giá thực phẩm, với giá mọi thứ về đời sống. Nói đâu xa, ngay cả những cái mặt hàng như là dầu ô liu ở nước Anh thôi mà người ta nói từ năm từ tháng 3 năm 2019 cho đến tháng 3 năm 2024 nó tăng 120%. Rồi chi phí nhà cửa cũng y chang ở Mỹ như vậy, mọi thứ đều leo thang đến mức chóng mặt. Và một lần nữa như chúng tôi nói, sau cái đại dịch Covid-19 là một cái rầm tiến đến cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, rồi bây giờ đến cái phần xung đột Trung Đông, nó ảnh hưởng về cái nguồn cung ứng nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa. Chính vì lý do đó mà giá cả vẫn cứ tăng một cách chóng mặt như thế này. Và đây không phải là điều mà người dân Mỹ duy nhất phải chịu đựng, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện về đời sống. Một câu chuyện nữa cũng ở California mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là có một cái dự luật mà các cái nhà lập pháp của tiểu bang uh, quốc hội uh, quốc hội tiểu bang đó và đặc biệt bên phía đảng dân chủ đang cố gắng thông qua nhưng cuối cùng đã thất bại sau những cái tranh cãi rất là nhiều liên quan đến cái những cái em ở tuổi teen thưa quý vị quý vị để ý nếu mà quý vị mà có con em trong độ tuổi teen và là các em gái đó thì để ý thấy là xu hướng bây giờ các em bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái đoạn video được đăng trên tiktok được đăng lên trên các mạng xã hội bởi những nhân vật gọi là influencer đó thưa quý vị và make up và trang điểm và sử dụng những cái mỹ phẩm rất là nhiều thậm chí có một cái xu hướng hiện nay họ gọi là Sephora Kid là những cái đứa trẻ suốt ngày lang thang ở Sephora và để mà test để mà dùng thử những cái mỹ phẩm rồi tư vấn rồi hỏi những cái serum tức là những cái tinh dầu rồi kem dưỡng rồi những cái lip oil rồi những cái son môi và thì những cái lứa tuổi mà vị thành niên như thế này nè nó là một cái thị trường vô cùng béo bở cho các hãng mỹ phẩm người ta nói đó thưa quý vị là mỹ phẩm đã chiếm mỹ phẩm trên toàn cầu đó đã có thu được số tiền khổng lồ trong năm 2022 doanh thu 430 tỷ đô la mỹ trong đó họ xác định luôn là cái thành phần tuổi teen là một cái nhóm đối tượng là khách hàng tiềm năng và Hoàng Vi thấy là trên các cái diễn đàn đó, những bậc làm cha mẹ và thậm chí là bạn bè xung quanh chúng tôi vẫn thường than phiền là con cái bây giờ. Nó đến trường, nó suốt ngày nó làm cho một mặt, nó trang điểm quá nhiều. Nếu quý vị để ý đến các cái trường high school đó, các cái em nhỏ, trời ơi, coi như là nào là làm eyelash giả, rồi nào là make up 4 năm lớp foundation, rồi đánh son môi, rồi thậm chí là sơn móng tay và ngón nào cũng dài thòn như thế này đó là một cái xu hướng hiện nay thưa quý vị trong khi đó trên mạng xã hội có khoảng hiện nay là 12 triệu những cái đoạn video trên tiktok để mà hướng dẫn làm đẹp đó quý vị nhìn thấy không làm cho những cái nhà hoạt động về xã hội và những nhà lập pháp ở tiểu bang cali họ nói rằng bây giờ những đứa nhỏ mà còn răng sữa đó còn baby teeth đó, còn những cái răng sữa trong miệng đó vậy mà bây giờ hướng đến cái chuyện là chăm sóc da và đặc biệt là sử dụng những cái sản phẩm để chống lão hóa da thưa quý vị đó là lý do mà những nhà lập pháp ở Cali trong cái tháng này họ cố gắng thông qua một cái luật là cấm trẻ em dưới 13 tuổi không có được sử dụng những cái sản phẩm mà chống lão hóa bởi vì trong đó nó có những cái thành phần như là axit nó làm cho da mẩn đỏ và làm dị ứng da rất là nhiều có 7 bác sĩ về da liễu đã xuất hiện trên NBC News trong tháng này và họ đưa ra cái lời cảnh báo. Họ nói là thời gian gần đây tuổi nhỏ, tuổi tuổi thiên xuất hiện những cái phòng khám rất là nhiều da bị mẩn đỏ sùm rộp. Tại vì những cái sản phẩm mỹ phẩm đó nó không có dùng cho những cái làn da nó còn quá non nớt. Nhưng mà bây giờ các em nó đã bị ảnh hưởng rất là nhiều và nó không thoát khỏi cái 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 cái, cái cuồng vây cái sự bủa vây đó thưa quý vị vào cách đây khoảng 10 ngày, chúng tôi có đi Uber và nghe chuyện một nữ tài xế Uber cũng than phiền, nói rằng con mình cũng mới có 10 tuổi à, mà da mặt thì còn non, mà bây giờ suốt ngày cứ make up. Nếu mà không có mua sản phẩm make up cho tụi nhỏ đó, thì nó lên trường bạn nó cho. Sinh nhật đó, nó tặng quà cho nhau cũng là quà make up, và bây giờ nó trở thành một cái nỗi án ẩm ám ảnh. Một lần nữa nếu quý vị có con em trong độ tuổi này quý vị nhìn lại thử mà xem các cái con gái, những đứa em con gái của mình đó, đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Và nhìn đứa nhỏ nào ở trường high school, thậm chí là middle school còn nhỏ xíu à nhưng mà lúc nào đi học cũng làm cho một mặt và trông rất là già so với tuổi của mình. Trông già nó không phải là vấn đề. Mà vấn đề là những cái da của tuổi nhỏ nó sẽ bị ảnh hưởng. Như có 20 dân biểu bên phía đảng Dân Chủ trong Quốc hội Cali đã phải viết những cái lá thư gửi cho cái Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng mà về sản phẩm cosmetic mỹ phẩm đó để mà yêu cầu là hãy phối hợp với nhau đi để mà cho tụi nhỏ cứu những cái đứa nhỏ dưới tuổi thành niên mà sử dụng mỹ phẩm nhưng cuối cùng nỗ lực này đã không thể thông qua thưa quý vị là bởi vì cái ảnh hưởng trên mạng xã hội quá nhiều. Tụi nhỏ nó coi YouTube, nó coi TikTok và suốt ngày đó, ngày nào cũng những cái video như thế này thì làm sao tụi nhỏ nó không bị ảnh hưởng cho được. Thì đó là câu chuyện uh, vừa mới xảy ra trong quốc hội của Cali và nó thực sự là một cái xu hướng rất là đáng lo ngại hiện nay. Câu chuyện nữa chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị về cái um, lời tố cáo của hai người đẹp Miss USA và Miss Teen USA trong cái tuần vừa qua vừa qua đó dân những cái người mà trong giới mà hâm mộ về những cái hoa hậu và người đẹp đó, cảm thấy rất là sửng sốt khi mà có hai hoa hậu đã từng đạt vương miện là Miss USA và Miss Teen USA tuyên bố là bây giờ tôi bỏ cái vương miện hoa hậu tôi muốn từ chức không có muốn làm hoa hậu nữa là bởi vì tôi không có chịu nổi áp lực về tinh thần trong đó vấn đề về sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu trong cái chương trình uh, USA Today thưa quý vị thì có hai bà mẹ có con gái là hoa hậu như chúng tôi nói đó là Jacqueline Voy là Miss USA và một bà mẹ nữa là Barbara Sivastava là Miss Teen USA. Hai bà mẹ này cùng xuất hiện trong một cái cuộc phỏng vấn và nói rằng là lý do hai người con gái của mình mà chấp nhận từ bỏ vương miện hoa hậu đó, là bởi vì về sức khỏe tinh thần về cái vấn đề về mental health không có chịu nổi áp lực trong cái thế giới giải trí như thế này. Và đặc biệt khi tuổi nhỏ nó đang công trong lứa tuổi vị thành niên mà nó bước vô cái thế giới nổi tiếng quá sớm và nó bị săn đón quá sớm và thậm chí cả những cái chuyện abuse, những cái chuyện làm dụng rồi cả những cái sự tấn công quá sớm cho nên tuổi nhỏ nó không chịu nổi và quyết định là từ bỏ vương miệng. Hai bà mẹ này cũng nói rằng con mình vì đã trót ký những cái hợp đồng là không được có bất kỳ một cái phát ngôn nào liên quan đến những cái tổ chức hay những cái cuộc thi Miss USA hay là Miss Teen USA cho nên con của họ bị khóa miệng và đó là lý do mà bắt các bà mẹ này phải đi lên trên và thay mặt con mình để mà chia sẻ những câu chuyện và một bà mẹ của Miss Teen USA Hoa hậu USA đó, nói đó là ngay cả những cái người trong ban tổ chức không có bảo vệ những cái đứa nhỏ còn quá nhỏ mà bước vô cái thế giới hào quang như thế này thậm chí đó là có những cái giới truyền thông khi mà tiếp cận mà đặt những câu hỏi phỏng vấn ví dụ như đã từng đặt ra câu hỏi là cô bé còn nhỏ như thế này nhưng mà ví dụ như có những cái đại gia mà lớn tuổi mà sẵn chi sẵn sàng chi tiền đó, thì cô có chấp nhận hay không những câu hỏi này theo những người trong cuộc họ cho là hoàn toàn xúc phạm và không có phù hợp để mà hỏi những cái cô bé ở cái tuổi thành niên và đó là lý do mà họ tuyên bố là từ bỏ vương miện hoa hậu và cũng từ câu chuyện này thưa quý vị thì các bà mẹ mới đặt ra cái tiếng nói thống thiết kêu gọi những cái tổ chức những cái cuộc thi nhan sắc, những cái cuộc thi sắc đẹp cho những cái người trẻ vị thành niên như thế này đó là hãy quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần và bảo vệ những cái cô gái còn quá trẻ nhưng mà lại rất là non nớt, có sắc đẹp nhưng mà không có đủ kinh nghiệm sống trước những cái sự thị phi, trước những cái sự tấn công của xã hội và hơn ai hết là các bà mẹ hãy bảo vệ con của mình, đừng có vì cái sự danh tiếng hảo, đừng có vì cái cái vương miện hảo và đẩy con mình vô cái thế giới hào quang quá sớm để rồi cái tương lai của tụi nhỏ sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Đó là cái thông điệp mà hai bà mẹ đã xuất hiện trong chương trình USA Today để mà gửi đến những cái người Mỹ và đặc biệt là có những cái cô con gái sớm bùng nổ như một cái đóa hoa rất là xinh đẹp nhưng rồi những cái điều gì chờ đợi đằng sau đám hào quang đó để mà khiến hai bà mẹ này phải tuyên bố là con mình từ bỏ cái vương miện hoa hậu những thông điệp này thực sự cũng khiến cho những người làm cha làm mẹ chúng ta đặc biệt là có những cái cô con gái ở tuổi dậy thì cũng phải suy nghĩ rất nhiều thưa quý vị và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại